Ơi, đi, nhanh. Rồi, ok. Các bạn. Rồi. Cô hả? Chúng đâu anh ạ? Thôi đừng mà. Thì anh em cũng chuẩn bị kết thúc buổi này. Thôi, bớt đi Cường à. Phải mạnh mẽ nhanh nè. Mạnh mẽ. Đi xa. Mày chết mẹ mày này. Đó thấy rồi. Ê, chúng rồi, rớt rồi đó. Dì theo. Chặn nó anh Cường, chặn nó đừng cho bay nữa. Rồi chết rồi các bạn. Ê, em. Đừng xuống để chạy xuống coi. Nó còn lũi kìa. Thôi đừng cho anh đằng xuống. Đằng lầy lắm. Thôi nó tính bay ra đây nữa chứ. Ừ, chết queo rồi đúng không? Bắt đi đừng có cho nó chết, nó thúi đó. Thì anh muốn tập chim ngay xuống đây. Vậy bắt về cho khá bảnh nó chụp. Anh Cường hạ một con cò nha các bạn. Ê nó còn bơi kìa. Nó còn một mắt. Còn một mắt bên kia. Mắt bên kia này hẹo rồi. Ơi, đừng liền, nhanh. Hai ba. Rồi, ok. Lêu. Nó mổ á. Để yên cánh cho nó đông lá cho con kia nó về nó em, tầm xé. Em cầm cái mổ nó thôi. Ok, thành quả nha các bạn. Êm luôn. Ngay đầu. Ui, xuyên đầu. Xuyên con mắt. Tuyệt vời. Bay từ ngoài kia. Con cò nha các bạn. Mày ngu. Bay ra rồi thì ta bay luôn đi. Bay hẳn luôn đi đúng không? Bay con. Còn đứng bay lại nhây nhây. Được rồi nha anh các bạn. Cú mũi nữa các bạn. Té hết lông rồi. Rồi. Té hết lông rồi đó. Đâu? Thấy chưa? Còn thấy không? Bắn đây. Hồi màu nó có đấy. Bắn đen đằng, anh bắn luôn đi. Thôi con nó bay nữa, đứng yên đi. Nó chưa bay mà. Đây hả? Rồi, chết ngắt rồi, lượm đi anh đằng. Hồi dí thuốc đằng kia lại đây. Anh làm phát có sát khí cái là có liền luôn đúng không? Ừ, con cú mũi nha các bạn. Mình em dí tụt, gọi là tụt quần. Nằm êm ghê hả? Ok. Cú mũi này. Cô nhìn mắt nó gớm ha. Ok. Cái miệng, bệnh miệng ngay cho coi. Thôi, miệng nó rộng ghê không các bạn. Nè. À con này giống con rân súng của mình nè. Ừ, rân súng á. Các bạn, nhìn hai con giống nhau. Đều ghê ha. Con này xấu xui. Sao cái miệng nó bự vậy? Em không biết luôn. Con mũi mà nó hát, nó hớt vậy nè. Nó hớt con trùng. Im. Rồi, chết cú mũi. Chết cú mũi nha các bạn. Ngay đầu á. Nó đầu cục chà ề vậy không thấy. Rớt cú mũi nha các bạn. Ngay đầu hay sao mà nó rớt liền luôn nè. Ôi, nằm chậu luôn rồi. Một cú mũi nữa. Các bạn. Tuyệt vời. Xe cánh siêu đẹp luôn anh Cường. Con này đẹp hơn con kia. Ừ, con này đẹp.
tuyệt vời. Còn đi về một nhé các bạn. Ồ, bắn ngay đầu luôn nè. Cái con sẻ con sống kìa. Rồi tiếp tục nhé các bạn. Trời ơi, đang đi mà bả đứng cục. Lâu dễ rụng quá ha. Lâu quá đi nữa các bạn. Chết rồi. Cú nhí. Ồ, gãy cánh. Tiếp tục bụng cú nhí nha các bạn. Nhớ đây làm ăn tốt nhờ. Hỏi anh đang đường chỉ chim nhỏ nữa mà. Chim nhỏ hoài. Nè nè, các con này giùm em. Anh cho anh con nữa đúng không? Hai con à. Có đủ hai con rồi mà. Được. Anh tưởng tầm này em bắn không trúng gì. Giảm. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Thấy con nó bay ra ngoài chết nè. Còn nguyên giường cam gì chết sao thế. Bắt được gì điện. Thứ hai là con sẻ. Đó, con sẻ rồi, không phải luôn. Không phải sẻ. Con sẻ kia kìa. Dạ, anh phải nói là con sẻ. Con sẻ có hai con má đi. Nó bắt mấy sẻ gì vậy. Đúng rồi, người ta làm thuốc người ta mới đúng con. Rồi. Rớt rồi. Anh Cường nhìn, anh Cường nhìn. Trời má ơi. Nó gớt rồi. Cái đợp rồi. Em một cái đợp luôn rồi. Lung lông luôn mà. À, uống gì trời. Bắn quýu nách nó luôn mà, nó không rớt ta. Quá xong rồi hả? Rớt bên sông rồi các bạn. Ôi nó to. À, nghe cái bột đã á. Cái bột nhức nát luôn anh nè. Ê. Ê, con đi bự. Ê, con co. Chết nè. Chết. Hay. Quá. Co hả? Co. Đang bắn chào chảo mà nó bay vô. Con này thần kinh rồi các bạn. Quên hit nha. Rồi. Ok, rớt luôn hả? Trúng đâu anh Đặng? Thôi đừng mà. Tốt. Ui con này to lắm anh Cường. To hơn con hồi nãy của anh. Trời rồi. Trời má ơi. Buông tay, buông tay. Cổ. Đấy, anh cầm cổ đi. Ờ, nó còn sống à? Thôi cầm lại đi. Thấy chưa? Thanh niên chờ cò. Nó mổ vào mắt cái anh đủ luôn đấy. Tuyệt vời nhá các bạn. Tuyệt vời. Ui con này nặng lắm. Đâu, cầm. Trúng ngay cần cổ đó. Không phải cùng cổ, bắn vào đít đây này. Không nè. Tôi vừa cầm lấy máu quá trời máu. Đây đây bạn ơi. Im. Dữ quá, dữ quá. Dữ quá, kỳ quá. Thấy đưa anh, đây, còn hoài thì ghê không? Còn hoài ghê không? Thấy gục cái rớt liền á, anh đang trong cây chưa? Cũng còn đâu các bạn. Luôn. Còn hơn con hồi nãy của anh, to gấp đôi con hồi nãy của anh luôn. Con này thuộc dạng con bự. Hồi nãy nó bay từ trong ao kia bay lên kìa. À tuyệt vời. Tục nhớ các bạn. Hai con cò. Ơ bánh chảo chảo mà nó lại bay vào. Thế thì xong nó rồi. Pha này hên sao mà bị xấu, nó không có cản nó chứ, không bị cản nó chứ. À, luôn. Nhưng mà trúng cổ. Cái này mà không trúng mới bị chửi nè. Nằm khó tính lắm các bạn. Đang bắn cái là bay vô nập mạng. Rớt rồi đó. Rớt con kìa. Bên kia con nữa kìa. Cái con dưới nước rồi các bạn. Rồi. Rồi, rồi anh rồi. Không để nó trôi lên đây lùm. Đây nhiều ghê anh Cường. Đứng đây bắn xíu đi. Chảo nhiều ghê các bạn. Đâu rồi? Ở đây nó có hai loại luôn, con đồ bạc với con vàng. Bạc con vàng.
mà hình như tiếng này tiếng của con vàng vàng á, thấy vàng vàng lại nhiều hơn. Anh bơi anh Đặng. Đâu? Trời má ơi. Bỏ ấy ra chưa? Đặt đâu đằng này nè. Trời ơi, bỏ điện thoại ra chưa? Ông ghiền bơi với ông xào xạo á. Thôi. Anh Đăng. Không phải đâu, ông Đăng đang xuống này vớt con xào xạo á. Chỉ vì là ông ấy thích tắm thôi chứ không phải là ông ấy ông kiếm cớ tắm nãy giờ đó. Đâu. Nó còn ngậm con gì anh à? Ngậm cái chân á. Ghê á. Đi. Đây. Nè nó bay nữa em mới cười nè. Để bạn. Con này con đồ bạc. Ok. Mày. Rồi dí anh Cường. Rồi rớt rớt á. Rồi đó đó đó, thấy rồi, rớt kìa. Đang rớt đó 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 đó, dưới ruộng kìa. Đó, nó đó. Một con nha các bạn. Này là tầm này là chỉ có bắn chao chảo thôi. Đó, con nữa đó. Nào luôn đi. Con nữa. Em hai con. Lượm con ngoài đi, em lượm con này cho dễ. Em lượm con này giùm anh nhá. Đó trên cây này. Okay. Con đen hả? Rồi con đen. Rồi, con nữa này nhá các bạn. Ngoài chỗ nào vậy em? Đó, ngoài bãi đó. Bên đây. Bên đây xíu nè, đó. Nè ông thần ơi. Phải không? Ừ, nó xe cánh á. Màu nó hơi giống màu rạ. Con chim khách nè các bạn. Cừu bắn nè. Đang khu trên dây điện nè các bạn. Làm bậy vài con nha. Làm cái ngói các bạn. Núi, bắn lên núi. Một con rất thẳng. Còn con ngáo ngáo nè. Nè anh á, nè. Ô đứt dây các bạn, xui quá. Quá xui, quá xui. Xui 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 xui. Xui thôi nhưng mà đường con rồi các bạn. Thường mấy dây này mà kéo vội quá nó đứt các bạn. Còn hít V1 nữa nha. Nó rất thẳng luôn anh Đặng. Thẳng hay gì đó đây anh. Không có chăn chối điều gì nữa đâu. Em thấy con đó đẹp nhất em bắn. Cái con kia mà nếu không đứt thun là ngon rồi. Đúng rồi, không đứt thun tại đang vô tầm mà. Thấy ghê chưa? Thấy không? Thấy không? Ngay ức ha, ngay ức nó rớt liền luôn. Xuyên lên ngực. À, ngay ức xuyên lên ngực cũng được. Ok. Em. Rồi nha các bạn. Tiếp tục lên đường. Thôi tầm này đi về chứ lên đường cái gì. Trời ơi con kia mà không đứt thun ha. Ừ. Chua quá các bạn ơi. Đường này quốc lộ mà. Tí xíu nữa mới chết. Đứng yên. Anh đang bắn được con gì các bạn? Bịp bịp hả? Em nghe cái bọp bự đó. Con nó bay lên kìa. Con gì đấy? Chúng ta này sao bay lên. Con gì anh Đặng? Cú mũi. Ôi cú mũi hả? Con à. À con bay lên con cú mũi hả? Ai cú mũi bay lên. Bắn chim đen nữa hả? Chim khách nữa. Chim anh Đặng đen thui lùi à. Ui các bạn nhìn anh Đặng chim đen này. Quá êm luôn. Ok anh Đại, ôi bắn vào đầu luôn. Nghe con này chim khách, okay. Chứ không phải con chèo bẻo đâu. Con chèo bẻo nữa, chèo bẻo, đuôi nó xòe ra đuôi trời. Mặt hay đẹp. Quá êm cho đội, sát thủ. Thì cứ tưởng anh huấn luyện chim mà không biết bắn chim nha. Trời anh Đặng bắn hơi ghê các bạn. Tại vì anh Đặng giấu nghề thôi. Nó tầm này. Cũng mỗi hai con. Em không biết, em ngỡ cây này cây nấm luôn á. Cây này nữa nè đúng không? Giống nhau đúng không? Đúng rồi. Khác hả? Tới chừng nó yếu ra, nó xìu, cái đâu có nguyên một đốt, anh Giang cũng bò bự gì á. Gớm à. Đây có một cây cành rất là. Đây.
Bên đây một cây nữa nè anh Cường. Không biết cùng loại nó không. Đây cây nấm nha các bạn. Nấm bự ghê luôn. Đằng này có một cây đặc biệt hơn nè. Khi mà nó héo nó giống như là nó chết rồi đó, cái nó nằm nguyên một đống lên, cái nó phù lên bắt đầu nó thúi. À, các bạn biết là hôm nay anh em chắc có mình ăn kêu vậy thôi chứ. Anh em đi bắn lá nhưng mà có một nhà thực vật học đang phân tích nấm bự. Em không ngờ cái tên nó đẹp vậy luôn á. Không tên gì, không tên giờ ngồi đụng có sao anh Đặng. Cái này đụng có sao. Thôi thôi bớt đi bớt. Nghĩa dưới quê. Không có sao trời, ba cái đồ quý này anh Đặng ăn hoài. Nấm kết bò. Nè, tới chừng nó phân hủy tụi nó đúng thúi luôn á. Đẹp ghê ha. Trời, lần đầu tiên thấy nấm gì luôn á. Nấm mà nó càng màu mè, nó càng đẹp thì nó càng độc. Cái cây đằng kia khác đúng không? Hay là nó luôn? Nó đó, nó sắp húi rồi kìa. Đi quê chiên da mẹ sắt ra cho bò ăn. Mọc có cây một vậy ha. Nó phá nữa. Mốt đưa cần ra đây lua được nè. Ù, nắng chiều đẹp ghê không các bạn. Bây giờ anh em cũng chuẩn bị kết thúc buổi đi săn rồi. Thôi, bớt đi Cường à. Phải mạnh mẽ nhanh nè. Mạnh mẽ.